Đấy, kể cả khi các bạn duy trì ở những giải vận tốc khoảng tầm 90 thì các bạn vẫn nghe thấy những tiếng máy nó rội vào bên trong hoặc cabin xe. Đấy. Khả năng cách âm chống ồn thì mình cho rằng là ở mức gọi là trung bình khá. Nó không được tốt như là Ford Ranger. Các bạn muốn nhích chân ga một chút như này thôi là chúng ta đã có thể đạt được vận tốc khoảng 120 cây số một giờ rất nhanh. Ví dụ chuyển làn đột ngột như này chẳng hạn. Đấy, các bạn vẫn cảm thấy xe rất cân bằng, hệ thống treo cứng, nó giúp cho chúng ta có được những cái sự an tâm khi mà chúng ta chuyển làn đột ngột như vậy. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Mình đang cầm lái chiếc Toyota Hilux Adventure, một trong những phiên bản cao nhất của Hilux ở tại thị trường Việt Nam. Phiên bản này thì cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger Wildtrak. Hilux ở tại thị trường Việt Nam hiện tại thì vẫn được nhập khẩu trực tiếp tại Thái Lan. Đó cũng là một trong những cái sự khác biệt, điểm mạnh của mẫu xe này so với đối thủ nặng ký nhất của Hilux, đó là Ford Ranger. Hiện tại đã chuyển sang lắp ráp tại thị trường Việt Nam rồi. Đối với chiếc xe này thì như mình đã chia sẻ ở bài đánh giá chiếc Toyota Fortuner Legender, thì mẫu xe này được sử dụng chung cái nền tảng khung gầm rồi động cơ hộp số với Fortuner Legender, đều sử dụng kiểu dạng khung rời. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn qua 5 phần. Đầu tiên là đánh giá khả năng vận hành của động cơ hộp số ở những cái bài thử ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường. Thứ hai, đó là đánh giá phần vô lăng. Thứ ba, hệ thống treo. Thứ tư, khả năng cách âm chống ồn. Và thứ năm, đó là mức tiêu hao nhiên liệu. Thì bây giờ mình đang chạy ở trên cái cung đường đi qua cái đường mới lên nhà máy bia Sài Gòn ở Trịnh Văn Bô. Ở trong phố như thế này thì với một chiếc xe to đô như Hilux thì các bạn sẽ khá là khó khăn để di chuyển những cái qua những cung đường chật hẹp, nhưng đó chỉ là những cái gì mà các bạn chưa quen thôi. Còn nếu như các bạn đã quen rồi thì điều đó cũng hết sức bình thường thôi. Đang chạy một chiếc xe gầm thấp mà các bạn chuyển sang một chiếc xe gầm cao như này thì các bạn sẽ hơi bị ngợp một chút, hơi bị ngợp. Mình đang chạy một chiếc xe cỡ nhỏ, nhưng mà chuyển sang Hilux thì mình cảm thấy ngồi tầm nhìn rất là thông thoáng, sướng. Những mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản thì cái khả năng tối ưu không gian rất là tốt. Ngồi ở đây thì các bạn sẽ có những cái không gian rất là thoải mái, vị trí để chân nó rất là thông thoáng. Rồi hai bên cột chữ A, hai bên thiết kế nó cũng rộng, đều đủ để cho các bạn có thể là quan sát hai bên tai xe rất là dễ dàng. Với một cái khối động cơ 2.8 lít mà hộp số 6 cấp, các bạn chỉ cần hơi nhích chân ga một chút thôi là các bạn đã có được tận dụng được tất cả những cái moment xoắn của chiếc xe này. Theo thông số của nhà sản xuất thì Toyota Hilux sử dụng cái khối động cơ 2.8 lít kết hợp với cụm hộp số 6 cấp. Đó, cụm hộp số 6 cấp. Ngay ở những giải vòng tua ban đầu khoảng 1450 thì các bạn đã có được 500 Nm rồi. Đó, rất nhanh. Chúng ta có sức kéo rất là ghê gớm. Nếu như mà di chuyển ở trong phố này, các bạn chỉ cần hơi nhích chân ga như này thôi là chúng ta đã có thể là thấy chiếc xe này nó vọt ngay lập tức. Động cơ 2.8 thì nó phản ứng rất là nhanh, nó không như giống như cái khối động cơ 2.0 lít 3 turbo của Ford Ranger. Mình đánh giá rằng là mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản này nó vẫn thiên về chạy chạy off-road nhiều hơn. Bởi vì nó vẫn sử dụng hộp số 6 cấp và sử dụng động cơ có dung tích xi lanh lớn. Ngày trước thì Ford Ranger cái phiên bản cao Wildtrak thì sử dụng khối động cơ 3.2 lít. Tuy nhiên thì Ford đã thay đổi bằng cách sử dụng khối động cơ 2.0 lít tăng áp kép. Đối với Ford Ranger thì mình cho rằng là thiên về đô thị nhiều hơn. Chính vì vậy mà sử dụng khối động cơ 2.0 lít tăng áp kép thì nó sẽ đem tới cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn và chạy êm ái hơn khi các bạn chạy ở ngoài đường trường. Còn đối với Hilux thì đúng là chiếc xe này khối động cơ của nó thì nó sẽ kêu hơn, nó gầm hơn. Tuy nhiên đổi lại thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó rất là mạnh, thực sự rất là mạnh. Đấy. Ở trong đô thị này thì mình sẽ chỉ duy trì ở những giải vận tốc khoảng tầm từ 40-50 thôi. Các bạn có thể thấy là vòng tua máy nó sẽ duy trì ở ngưỡng khoảng 1.500. Như vậy là chúng ta đã gần như là đạt được công suất tối đa moment xoắn rồi, 500 Nm rất mạnh.
Ok, mình sẽ di chuyển đều đặn đều chân ga rồi bất chợt tăng tốc cho các bạn xem nhá. Rất nhanh luôn. Đến một cái chỗ nào đó nó thoáng, không có nhiều người di chuyển để chúng ta có thể thử chiếc xe này. Ở trong đô thị rất ngắn thôi. Nếu mà di chuyển một người lớn ở trên xe thì các bạn sẽ cảm thấy là hệ thống treo này nó sẽ hơi cứng. Bởi vì bản chất xe bán tải thì được sử dụng hệ thống treo phía đằng sau bằng nhíp lá mà các bạn, thì không thể tránh được. Nó để chuyên chở hàng hóa. Nếu mà có khoảng tầm 200-300 cân phía đằng sau nữa thì xe nó sẽ rất là đầm. Nó sẽ đỡ sóc hơn. Đấy. Còn với những cú vẩy nhanh như này thì các bạn sẽ thấy rằng là hệ thống treo nó rất là cứng. Đấy, rất nhanh. Rất nhanh các bạn nhá. Rất nhanh. Đẩy lên rất nhanh luôn. Đấy, kể cả những cú cua như này ở những giải vận tốc khoảng 70, các bạn vẫn cảm thấy xe rất là cân bằng. Hệ thống treo cứng chắc, nó là một trong những cái ưu điểm để cho chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao, để ôm cua, chạy ngoài đường trường, thậm chí là chạy off-road nữa. Đó, đây thì mình chia sẻ cho các bạn nhé. Rất nhanh. Đấy. Rất nhanh. Đấy, rất nhanh. Đẩy lên rất nhanh. Đấy. Ui, các bạn thấy không? Nó kéo tua này. Đấy, kéo rất nhanh. Ok. Chạy vài vòng ở quanh đô thị như này. Ok, chúng ta sẽ ra ngoài đường trường nhá. Chạy đường trường một tí. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng máy nó dội vào bên trong khoang cabin xe rất rõ rệt. Mình vẫn thường trêu rằng là những chiếc xe bán tải, những chiếc xe SUV này để dành cho đàn ông. Còn chẳng mấy khi mà chúng ta thấy các chị em phụ nữ cưỡi một chiếc xe bán tải cả, đúng không ạ? Trên chiếc Hilux Adventure này thì chúng ta đều có đầy đủ tất cả các tính năng của một cái mẫu xe bán tải hiện nay, như là hệ thống gài cầu bằng điện tử. Đấy, gài cầu bằng điện tử. Nó ở dưới này nha các bạn nhé. Gài cầu bằng điện tử. Khóa V-Sai. Nhưng mà hơi đáng tiếc là chiếc xe này nó không có khóa V-Sai trung tâm giống như Mitsubishi Triton. Mitsubishi Triton thì cái thế mạnh của nó là vũ khí, đó là hệ thống gài cầu điện tử và khóa V-Sai trung tâm Super Select 2. Nói chung là cái vũ khí đó thì nó đã giúp cho Mitsubishi đạt rất nhiều giải ở trong những cái chặng đua, giải đua xe ô tô địa hình Dakar Rally trên mẫu xe Mitsubishi Pajero. Còn với Ranger hay là Hilux thì vẫn chưa được trang bị cái hệ thống khóa V-Sai trung tâm như vậy. Thế tuy nhiên thì Hilux thì nổi tiếng là một cái mẫu xe rất là dã chiến. Các bạn có thể để ý rằng là ở bên Trung Đông ấy, đúng không? Đấy, rất nhiều các tổ chức rồi cơ quan nhà nước họ sử dụng mẫu xe bán tải này để phục vụ cho cái việc đó là hoạt động quân sự. Ví dụ như là các tổ chức khủng bố, các bạn có thể thấy là những cái mẫu xe Hilux từ cái đời nó rất là lâu rồi nhưng mà đến hiện nay vẫn hoạt động hết sức bình thường. Trong khi đó linh kiện phụ tùng dễ dàng thay thế, sửa chữa, nó không phức tạp như các mẫu xe đến từ Mỹ hay là châu Âu. Đó. Đó là điểm mạnh của các mẫu xe Nhật Bản. Nếu như các bạn di chuyển một người đến hai người lớn trên xe thì các bạn sẽ cảm thấy hệ thống treo nó khá là sóc. Các mẫu xe bán tải thì không thể tránh được nha các bạn nhé. Khá là sóc, nhưng đổi lại cứng thì các bạn sẽ có những cái độ cân bằng rất là tốt khi chúng ta ôm cua, chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao, đặc biệt là chạy off-road. Đấy.
các bạn thấy không? Tua để lên rất là nhanh, kéo cũng rất là nhanh. Chúng ta ra ngoài đường trường thì chạy nó sẽ vút ga hơn. Các bạn thấy không? Rất nhanh luôn. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Vòng tua máy cỡ khoảng 3.000 thì vận tốc đã rơi khoảng tầm 120 cây số rồi, rất nhanh các bạn ạ. Tầm nhìn rất là thông thoáng các bạn nhé. Các mẫu xe đến từ Nhật Bản thì tối ưu không gian rất là tốt. Và với một cái tầm nhìn quan sát như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng vô tư chạy như thế này. Đấy. Đẩy lên rất là cao các bạn nhé. Dù các bạn lên muốn lên 120, 140 thì nó rất là đơn giản thôi, rất là nhanh. Vô lăng thì cái tầm này thì nó đã siết rất là căng rồi. Siết rất là căng. Đây, ví dụ các bạn muốn chạy theo kiểu dạng chạy theo kiểu dạng sỏ kim như này thì vẫn rất ok, không có vấn đề gì luôn. Hôm nay trời hơi mưa. Đấy, kể cả khi các bạn duy trì ở những giải vận tốc khoảng tầm 90 thì các bạn vẫn nghe thấy những tiếng máy nó dội vào bên trong hoặc cabin xe. Khả năng cách âm chống ồn thì mình cho rằng là ở mức gọi là trung bình khá. Nó không được tốt như là Ford Ranger. Ford Ranger thì nó sở hữu một cái nền tảng khung gầm dày dặn. Rồi cái khả năng cách âm chống ồn đối với khoang cabin và khoang máy nó rất là tốt. Bên cạnh đó thì Ford Ranger với khối động cơ nhỏ hơn, dung tích nhỏ hơn, thì khi mà chúng ta vận hành ở những giải vận tốc đều chân ga thì nó cũng sẽ tạo ra tiếng ồn ít hơn so với khối động cơ có dung tích xi lanh lớn như là Toyota Hilux. Đấy, như mình đã chia sẻ thì đổi lại thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm nó rất là mạnh, lầm lì, phải nói rằng là rất lầm lì. Các bạn muốn nhích chân ga một chút như này thôi là chúng ta đã có thể đạt được vận tốc khoảng 120 cây số một giờ rất nhanh. Ví dụ chuyển làn đột ngột như này chẳng hạn. Đấy, các bạn vẫn cảm thấy xe rất cân bằng, hệ thống treo cứng, nó giúp cho chúng ta có được những cái sự an tâm khi mà chúng ta chuyển làn đột ngột như vậy. Đấy, các bạn có thể thấy rất nhanh. Vô lăng tầm này thì nó đã siết và nó nhạy hơn so với cái thời điểm mà chúng ta di chuyển ở trong phố. Đây, các bạn chỉ cần hơi đánh lái một chút như thế này thôi là chúng ta đã có thể là thấy là xe đã chuyển làn rồi. Hơi nhẹ như thế này thôi nhá. Đấy, các bạn thấy nhá. Rất nhẹ thôi thì xe đã chuyển làn rồi. Hộp số 6 cấp của Hilux mình đánh giá rằng khả năng chuyển số rất nhanh. Khả năng chuyển số rất nhanh. Chuyển sang chế độ D bình thường nhá. Đấy, chuyển sang chế độ D bình thường. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Đấy, chuyển số. Về nhanh sang chậm. Kéo tua rất cao nhưng mà lúc về thì nó về cũng rất nhanh. Chuyển sang chế độ tay đi. Hơi đáng tiếc là con này nó không có lẫy chuyển số sau vô lăng. Nếu mà có chuyển số sau vô lăng thì nó rất là vui đấy. Nhìn chung là mình đánh giá rằng là Toyota Hilux là một trong những cái đối thủ nó rất là xứng tầm với Ford Ranger. Cả về khả năng vận hành, mức giá bán cho tới những trang bị hiện đại. Tuân thủ giới hạn tốc độ.
Ngoài ra thì Toyota Hilux thì nó còn có những cái công nghệ hỗ trợ trong gói an toàn Toyota Safety Sense. Đấy. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Rất nhanh các bạn ạ. À, muốn vượt ai thì vượt thôi. Phiên bản mới thì cũng đã được nâng cấp mà cái màn hình trông nó cũng xịn sò hơn so với phiên bản cũ. Tích hợp cả định vị rồi bản đồ vệ tinh nữa. Nói chung là tích hợp sẵn ở đây thì nó sẽ tiện dụng hơn. Thế nhưng mà thực tế những cái phần màn hình này nó thiết kế nó không được gọi là trông nó không được thẩm mỹ cho lắm. Nhìn nó hơi gọi là cục mịch, hơi bị cục mịch. Ông này đang bị thủng lốp. Thủng lốp khổ rồi. Các bạn thấy không, đẩy lên rất nhanh luôn. Úi giời. Úi giời, các bạn thấy không? Nhanh không? Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Khoảng 3.800 thì bắt đầu chuyển số. Rất nhanh đấy. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Đó là công nghệ hỗ trợ giữ làn. Nó hoạt động khi các bạn chạy mà các bạn hơi lệch làn một chút là nó sẽ tự động nó đánh lại cho chúng ta một chút thôi ở phần vô lăng. Rồi sau đó nó cảnh báo ở trên màn hình tablo. Đấy. Nếu như các bạn đang chạy như này mà các bạn chẳng hạn như này này. Đấy, nó sẽ báo. Đấy. Sẽ hơi đánh lại một chút. Đấy. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Đấy, nhưng mà nếu như chúng ta bật xi nhan chuyển sang thì nó sẽ không có cảnh báo đó. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Đấy. Khi mà chúng ta di chuyển tốc độ cao mà chúng ta đạp sâu chân ga lên để mà tăng tốc tiếp, vượt xe chẳng hạn, hộp số của chiếc xe Toyota Hilux này nó chuyển số nó rất là mượt mà, nó không bị hững. Đấy, tức là nhảy sang rất là nhanh, nhảy sang rất nhanh. Đấy. Thế còn nếu như mà khi các bạn giảm tốc đột ngột như này rồi các bạn lại đạp sâu chân ga tiếp thì các bạn sẽ thấy rằng là vòng tua máy nó đẩy lên rất là cao, tức là nó níu tua để nó tạo ra cái lực đẩy của xe, xong bắt đầu nó mới chuyển số. Điều này thì nó giúp cho chiếc xe này nó tạo ra được cái sức kéo tốt khi các bạn bất chợt tăng tốc đột ngột, ví dụ chẳng hạn như tình huống như này đấy, tình huống như này đấy, các bạn sẽ thấy là vòng tua máy nó kéo rất nhanh luôn đấy, kéo lên cỡ khoảng 3.800, nó bắt đầu nó mới chuyển số. Mình sẽ tắt cái
hỗ trợ giữ làn. Đấy, ví dụ như con này, các bạn chuyển nhanh. Đấy. Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ. Vô lăng thì siết rất căng. Tốc độ không cần phải vần quá là mạnh, chúng ta chỉ cần hơi vần nhẹ thôi thì toàn bộ cái phần thân xe nó đã nghe theo ý của chúng ta rồi. Đấy, ví dụ chẳng như thế này, rất nhanh, rất là nhạy. Hệ thống treo thì như mình đã chia sẻ là khá là cứng, bởi vì phía sau sử dụng nhíp lá mà các bạn. Xe bán tải thì không thể tránh được rồi. Đấy. Đi qua những phần mố cầu các bạn sẽ thấy người hơi bay lên một chút. Khả năng cách âm chống ồn thì mình đánh giá rằng là ở mức khá, chứ chưa thể đạt tới mức tốt như là Ford Ranger được. Ford Ranger thì khả năng cách âm chống ồn rất là tốt, bởi vì nó sở hữu cái nền tảng khung cầm dày dặn hơn. Nói ngay như cái việc đóng cái cửa của chiếc xe Toyota Hilux so với chiếc Ford Ranger thì mình đánh giá rằng là chiếc Ford Ranger nó có một cái độ chắc, độ đầm hơn so với chiếc xe này. Đấy. Nhưng ưu điểm của chiếc xe này đúng là về một cái khối động cơ 2.8 lít và hộp số 6 cấp, mình vẫn thích hơn. Hộp số 6 cấp thì nó tận dụng cái lực kéo tốt hơn so với hộp số 10 cấp của Ford. Ok, vậy là mình vừa rồi cũng đã chia sẻ cho các bạn về khả năng vận hành của chiếc xe Toyota Hilux phiên bản Adventure. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Nếu có ý kiến bình luận gì thì hãy vui lòng chia sẻ comment ở phần phía bên dưới màn hình nhé. Còn bây giờ thì xin được cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.